Anh mới vào đây được gần 2 năm. Cũng không nhiều bạn lắm. Cũng không biết xác định nên ở lâu ở Sài Gòn không thì anh cũng không nhiều bạn. Nhưng hôm nay gặp em thì anh nghĩ anh có lý do ở Sài Gòn. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Em ơi, cho anh ngồi nhờ được không? Kêu em. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng người ta, tiếng ấp thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa thôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Em ơi. Em tên là gì đó? Dạ, em tên Uyên. Uyên à? Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng Uyên vượt qua, cứ bóng dáng mắt tóc ngát hương một xưa. Thì ra mình say đến tường bóng trắng chưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi ngăn lệ rơi nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn tênh. Em buông lời bao yêu thương anh sao anh để chơi vơi. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng ta. Tiếng ấp thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại đến xa lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa thôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng. Bóng đá là một trò chơi đơn giản, nhưng chơi bóng đơn giản lại khó nhất trên đời. Chắc chắn anh em đã từng nghe qua câu nói này của mình ở đâu rồi đúng không ạ? Trước khi xem tiếp video, sẽ là một chút quảng cáo dành cho anh em. Trong thời gian vừa qua thì mình có làm một kênh YouTube hoàn toàn mới liên quan đến bóng đá. Nếu anh em là fan của Tức Cầu Giáo thì ghé thăm ngay channel Bình luận viên Mai Anh Tài để xem được nhiều video cực kỳ hay ho và thú vị nha. Và đừng quên để lại một like và một subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì coi tiếp video thôi. Uyên này. Anh ngồi đây tập đàn một tí có làm phiền em không? Không. Anh thì sợ anh hát to quá làm phiền em. Cho anh ngồi tập đàn một xíu nhá. Thật ra anh hay đến công viên để tập đàn lắm. Tự nhiên hôm nay thấy em ngồi mình từ nãy giờ, xinh quá nên em muốn qua làm quen. Em đang ngồi đợi bạn à hay là? Dạ, em ngồi đợi bạn. Đợi bạn à? Cho anh ngồi nhờ một xíu nhá. Anh đây là Tài. À. Nhìn em có đang đi học rồi hay là đi làm rồi? Em học chuyện gì đó? Dạ, em học văn lang. Văn lang à? Còn lại văn lang xinh nhỉ? Em học năm mấy rồi? Nhìn em chắc năm nhất à? Năm 2 năm 2 năm 3. Nhìn trẻ quá. Ôi, năm 2, vậy là em tầm 2K3, 2K2, 2K3 à? 2K7, em 2K7. Anh hơn em gần chục tuổi. Em 93. Em gần đây không? Dạ em gần lắm, em gần đấy. Em ở 11 rồi. Ủa, ở đây cũng xa ấy nhỉ. Vậy thì anh đã học đàn được bao lâu? Hả? Vậy thì anh đã học đàn tầm bao lâu? À, anh học tầm 3 năm rồi. Em thích nghe đàn không? Dạ có. Thế à? Anh hát tặng em vậy nữa nhá. Ôi, anh chả biết hát về gì tự nhiên nữa hả? Anh qua đấy tự nhiên ngày xưa anh hay nghe à? Em biết cái bài đấy không? Mỗi sáng thức giấc mỗi riêng một ta lúc đầu. Em không có nhớ. Thế hệ của anh hay nghe cái bài đấy lắm. Sao anh hát bài mới mới hơn cho em biết nhá. Em thích nhạc kiểu vui hay nhạc buồn hay là nhạc nhẹ nhàng? Dạ em thì cái nào cũng được. Cái nào cũng được, dễ tính thôi. Lạ lùng nha. Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em quay về trong ký ức của anh qua thời gian.
chiều lặng im, nghe gió đung đưa cây như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Ngày gió đang hát và mang nỗi nhớ chạy đi, quên đâu lo quên hết suy tư một đời. Mưa trong anh sẽ rơi, nhưng đôi môi đang vẫn hương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thế cao. Lặng em thấy hãy tới bên em trong chiều đông xa vắng, mà sao ra đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lặng say mê nồng nàn giờ đã phai màu, kia nắng ngập tràn nhưng giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết nụ cười lẻ loi thôi mình ai lại ngồi nhớ uyên, thôi mình ai lại ngồi nhớ em. Ôi, bài này nghe hay quá nhỉ. Em có phải thích hát sao ấy? Dạ, em thích thôi. Thế à? Anh đàn cho em hát, hát đi. Em hát không hay. Không hay á? Hát vui thôi mà. Em sợ. Sợ hả? Để xem nào. Nhưng mà hôm nay em đợi bạn đi đâu ấy? Dạ, đi ăn. Đi ăn à? Đi ăn trưa. Anh hôm nay buổi sáng đến đây cứ tưởng trời mưa cơ. May cũng là nắng. Nó hôm nay các bạn hôm nay cũng mát. Có nắng mà cũng mát. Không bị nóng lắm. Em người ở đây, người ở đâu đó? Em ở đây. Ở đây rồi. Người Sài Gòn. Anh là người Bắc cơ. Anh người Bắc. Anh mới vào đây được gần 2 năm. Cũng không nhiều bạn lắm. Cũng không biết xác định nên ở lâu ở Sài Gòn không thì anh cũng không nhiều bạn. Hôm nay gặp em thì anh nghĩ anh có lý do ở Sài Gòn. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình. Tăng tình 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 tăng tăng tăng. Ra gì đấy nhờ. Chúng khét đấy nhờ. Mà trường Văn Lang nằm ở đâu em nhỉ? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp à? Xa ấy nhỉ? Anh ở quận 2. Em đợi bạn lâu chưa? Dạ, mới 10 phút rồi. Có thời gian là anh em muốn nghe bài gì không? Anh có thể đem cái bài nào cũng. Thế em có em muốn nghe bài gì không? Có đang muốn nghe bài gì không? Em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Em hay nghe ca sĩ nào? Em nghe nhạc Hàn. Nhạc Hàn á? Sao nào nhạc Hàn anh có bài gì nhỉ? Anh chỉ sợ là anh hát nhạc Hàn. Dạ, cho nên là anh cứ hát nhạc Việt. Nhưng mà anh cũng thích nhạc Hàn đấy. nhưng mà anh hát anh không biết tiếng. Ok, tiếng Việt à? Xem nào, nhạc Hàn à? Nhạc Việt. Xem nào, em thích nghe bài nhẹ nhàng không? Nghe bài nhẹ nhàng nhá. À, xem nào, có bài à đây. Anh hát tặng em một bài của em biết là Đường Một Chiều không? Dạ. Hát tặng em bài này nhé. Ôi, mọi hôm thường hát toàn hát một mình thôi, hôm nay lại có khán giả nghe. Em thấy hay không? Dạ. Thế là anh sướng anh hát tiếp. Nghe nha. Em ơi, có biết điều gì thật đau? Trong cuộc sống muôn màu, để anh nói cho em nghe nhé. Mình đang lâu lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi em kề bên được nghe.
xa kỷ niệm. Anh mong Uyên sẽ luôn vui, anh mong em sẽ luôn vui. Hát cùng nhá. Lòng anh đau nhói trong góc tối khi nhìn em với cô ta trao nụ hôn đầu. Anh nhớ gì em thấy anh khóc, chắc nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay anh đang chấp nhận sẽ xa kỷ niệm. Anh mong em sẽ luôn rời xa kỷ niệm, anh mong em sẽ quá. Mà mẹ em cười tươi quá. Anh bảo này, anh hay đi nghe mấy quán acoustic ở Sài Gòn đấy. Nếu em thích nghe nhạc thì nếu mà hôm nào rảnh ấy, hôm nào em rảnh có thể anh rủ mời em đi nghe nhạc được. Hôm nào rảnh, hôm nào rảnh thì có thể đi chơi với anh. Anh nghĩ anh thấy hơi, anh biết là hơi đường đột nhưng mà anh cảm giác là The next day. Thế là tự nhiên anh một cái em anh không biết nói gì nữa. Hôm nào rảnh đi nghe hát với anh nhá. Anh hay đi nghe với quán acoustic đó. Em biết nhiều quán acoustic ở Sài Gòn khá là hay, thì nếu em rảnh có thể đi nha. Cho em xin hút được không? Cho em xin hút nhá. Dạ. Hút là gì đó? Hút là gì? Đây. Đây. Anh ép friend nha. Anh là mai anh tài. À, nếu hôm nào rảnh thì nha. À, thế anh ngồi chơi em lúc nữa nhá. Khi nào bạn đến thì dạ.